Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh của Nam Audio. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến anh em một cặp loa mang thương hiệu Onkyo và có model Onkyo D77X anh em nhé. Em này thì có kích thước ngang là cao 67, ngang 37 và sâu 34, sở hữu bass 30, loa 3 đường tiếng, bass 30, màng carbon này, rung 12 và dép 2.5. Tình trạng loa về rất là đẹp, góc cạnh, cạnh quách rất là ok. Anh chị em nào mà quan tâm đặc biệt đến cặp loa này thì có thể là kết bạn Zalo để em gửi ảnh chi tiết cho anh chị em. Bây giờ thì em sẽ quay qua loa mới về nên là em cũng chưa vệ sinh. Đây là căng của em vào đây. Bây giờ em sẽ quay qua. Đây là em bên trái nhé. Rất là đẹp. Cái này mang carbon rất uy lực. Cặp này thì có thể là vừa nghe vừa hát rất là ok anh em nhé. Tất cả các cái viền loa này về thì đều phải thay bằng gân mút hết anh em nhé. Thứ nhất là để lâu rồi, gân nó bị mục nên là phải thay, kể cả chung đều thay. Còn lại là côn, nhện đều zin, màng đều zin hết. Anh quay lại tổng thể căng zin anh em nhé. Giá của sản phẩm này thì em đang bán ra với giá là trên 10 triệu anh em nhé. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0981956486 để có cái giá chi tiết và cụ thể nhất ạ. Cặp này thì là vừa nghe vừa hát đều ok anh em nhé. Đây một cái em căng còn lại. Đấy, căng rất là đẹp. Căng zin anh em nhé. Các chấu nhựa còn nguyên này. Đó. Giá trên 10 triệu. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với em. Đây là các cái thông số kỹ thuật của em Onkyo D77X. Một chép 2.5, rung 12 và bass 30. Đúng ra là bass 31. Em hay gọi là 30 cho nó chẵn. Carbon này. Đó. Tiếng rất là lực nhé. Với em này thì có thể là ghép thêm em vàng như là có thể ăn hồ rất là ok. Lần đầu em xin cảm ơn rất là nhiều anh em đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Bác nào có nhu cầu đến cặp loa Onkyo D77X này thì liên hệ với em và số điện thoại em đã ghi trên bảng. Cảm ơn các bác. Anh em chú ý là nhớ like và subscribe kênh của em để được cập nhật nhiều sản phẩm mới hơn. Chào các bác.